Tiếp theo hai cái dự án nổi đình nổi đám là đồng Rinex của sàn Rimitano và đồng Co đó quý vị. Thì à, có nhiều người đã trở thành giàu có. Bây giờ đến cái dự án Imota này là của đội đép của sàn Rimitano thì quý vị không nên bỏ qua. Và đường link thì mình để dưới phần mô tả của video. Nó có cả ABB ở trên CH Play và App Store. Quý vị có thể lên và đăng nhập bằng Google thì 24 tiếng đồng hồ quý vị sẽ kích vào cái viên kim cương chỗ Otara kích vào viên kim cương để mình khai thác và 24 tiếng đồng hồ quý vị sẽ khai thác 3 lần và kèo này cũng chỉ cho đào có 30 ngày bởi thế cho nên quý vị làm ngay và luôn để kiếm được 5 BUSD thì quý vị sẽ vào phần do Apply Code quý vị nhập cái mã mời của mình để dưới phần mô tả nếu quý vị ủng hộ mình xin cảm ơn